Hello baby, đêm qua anh đã chuẩn bị 100.000 đồng tiền thuế phòng và 1.001 cái bao cao su và 1.002 viên thuốc ngừa thai, và anh chỉ dành một chút rất là ít cảm xúc để viết lên bài hát này dành cho em. Nè 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 nè. Ê anh vi đi hả? Em làm cái con cặc gì mà cái đầu mẹ cái chở em hoài vậy anh vi đi hả? Anh làm cái con đủ má cái con cặc gì mà anh chửi hoài vậy VD? Mày thấy tao tỏa sáng nên mày rất ghét tao, thích sao luôn rồi tưởng tượng để bốc phét sao. Chó không cần hầu kỳ này về tao hứa vô tận, hẻm không cho sống thách mày chống sức tao vô tận. Phận được làm đệ không biết thân mà cứ ngổ ngáo, ngon cứ đi tìm tao để rồi coi ai sẽ đổ máu. Mày cần phải thức tỉnh, tao nói đúng đừng có bực mình. Ông bà ngày xưa có câu nói ai có tật thì sẽ giật mình. Quay số để bán được làm con cặc gì vậy bạn hiền? Chỉ có chó ngu mới nói làm nhạc thật sự là vì tiền. Công việc tay phải tay trái tao đều có thiếu, muốn thắng được tao cỡ chục năm nữa thì mày mới có phiếu. Làm chuyện xàm lồn để rồi bây giờ bị giàn pha, nghĩ không đi, đi không đặng quay lại thức tỉnh rồi ảnh thèm ca. Mày thức cũng được, tao sẽ cho mày ngủ lại. Tao hiếp dâm nhạc của mày như cha dựng hiếp cháu gái khi qua nhà chơi và ngủ lại. Ê đi, tưởng mày ngon hả? Đừng có bố láo, mày làm cái đéo gì thương đàn em được như là tao. Tao cho level star 500.000 đóng tiền học nghe chưa? Tao là triệu phú tiền tao mới tuổi 20 nghe chưa? Na rap chứ ông không là thằng đệ tử lấu lòng tên na như gái đang quên công cha. Mày dèm pha tao không tha, tao xông pha. Mày là na tao là cha, mày thì nên gọi tao là na cha. Ê VD, mày lại nói xạo nữa rồi. Mày làm cái đéo gì có bằng công dịch, mày chỉ ăn bám xã hội. Tao bán album biết ăn cắp mấy chục ngàn một đĩa nghe chưa? Tao là triệu phú tiền Việt Nam mới tuổi 20 nghe chưa? Từ ngày biết rap VD đã hớp hồn mày, tới người mù còn thấy được sự xạo lồn của cái thằng này. Mày chỉ muốn kiếm tiền gây chú ý nên mày làm rùm beng, được kiếm thêm mấy thằng chú hò đi theo muốn lân đánh trống tùng 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 trang. Tao là tướng 5 sao, mày tại câm tao so tao với thằng bẩn bựa như tờ 1 sao. Muốn đâm tao thì đâm sao tao chết, chứ đừng tạo thêm sức mạnh để chúa ngày càng được nâng cao. Tao khuyên tụi mày muốn sống lâu thì nên sống chậm, còn tao thà chết sớm nhưng phải sống sao cho đậm. Nói chưa, tụi mày rap thật là hay, lyrics và flow thật là đỉnh. Call me the liar. Chúng mày rap và ăn mặc như là chăn trâu, ngăn cầu tao khiến tụi mày hết hồn vì mức độ thâm sâu. Băng flow nhưng lyrics tao nóng như là lửa. Cách chơi phần chơi flow chơi chỉ có thể chơi vợ. Mày nên có chữa, có cửa, để mà chơi với tao thì mơ tiếp đi. Cho cậu liêm chìm vô quá khứ sau khóc lóc và biệt ly. Tóm lại nhạc tao là suy nghĩ, cậu kiên là tự kỷ, Ngọc Lan là con đĩ, thú nuôi là Benji. Wave đòi ra đùa, Tomahawk sao không thua. Flow mày da ô lại cứ hỏi sao không chua. Chó cứ chống chọi rồng lại hỏi sao không thua. Nhạc mày như là mặt mày như cặc lại hỏi sao không mua. Vợ tụi mày thèm cô tao ngu sao không cua. Tao ông vua mày ghét tao nhưng cháu bởi đích sao không xua. Cậu ngông cuồng chống chúa rồi lại hỏi sao không thua. Cánh cục mà đòi lượng thì rồng phận ngu sao không đua. Ê cái đậu má anh VD, em chưa nói chuyện xong mà ở cái đậu mẹ anh, em làm cái con cặc gì mà ủa anh tưởng anh ngon lắm. Cái đậu má anh VD, anh tưởng cái đậu má anh ngon lắm hả? Cái đậu má em cho anh, cái đậu má cái địa chỉ ở bên này để cái đậu má anh ngon, anh qua đây anh làm cái con cặc gì em thì làm đi anh VD. Quá ơi, 68 rồi. Ủa 68 hả? Nếu em 48 thôi. Em quay đi xong rồi không? Từ từ. What the hell are you?